Vâng, xin chào các bác ở bên kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu bác một mẫu xe địa hình mountain bike Gian XTC 800 model 2020. Và đây là một trong những cái mẫu dòng xe Gian địa hình bán chạy rất chất chạy ở cửa hàng bên Kiên Xe Đạp bên em. Rất nhiều bác hỏi em về cái mẫu Gian XTC 800 và cái model lần này em về là model 2020 được trang bị với giảm sóc hơi. Và bây giờ xin mời nhà đốc hỏi chiếc xe. Vâng, trên khung hình các bác đây là cái mẫu dòng Gian XTC 800 model 2020 dòng 27,5. Rất nhiều các bác hỏi em về cái dòng Gian XTC thì hôm trước em có về một chiếc mà chỉ một chiếc. Rất nhiều bác hỏi thì đây em về thêm chiếc nữa đây, cũng là cái tông màu xanh đỏ và đen trên khung xe. Đây là một trong những cái tông màu đẹp nhất của dòng Gian XTC 800 model hiện tại cửa hàng bên em mới về. Và tổng thể xe cũng rất là đẹp các nhá. Tuy có một vài vết xước nhỏ trên khung xe thôi, thì qua quá trình sử dụng cũng phải tránh khỏi rồi. Model XTC 800 model 2020, khung nhôm alloy XFL vẫn hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng Gian. Được trang bị với dây âm sườn cao cấp trên khung xe, tính thẩm mỹ rất là cao. Thì như những video trước em đã nói đây, trước kia thì dòng Gian XTC là chia làm hai model xe, dòng model của dòng xe sóc giảm sóc hơi và dòng sóc dầu. Thì nó trước này là dòng sóc hơi cao cấp hơn, còn khung thì như nhau, khung 27,5, khung nhôm alloy XFL cổ phốt ghi đông chính hãng của Gian SL nguyên bản theo xe. Tay nắm cao su chính hãng nguyên bản theo xe, tay nắm của Gian. Xe trang bị với cấu hình Shimano DR trên tầng lip. Thì như các biết thì cấu hình dòng xe tô đinh và địa hình gần như là trùng cuối rồi, trên Antut, Tuley, Asera. Bên phải em trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano DR. Phanh trước và phanh sau được trang bị với phanh dầu thủy lực của Shimano. Và xe được trang bị với khóa chỉnh khóa thêm tay, rất tiện lợi cho các bác đi xe đạp đường trường hoặc đi những khu vực đèo núi không cần xuống xe, có thể tùy tỉnh điều khiển trên khung xe luôn, rất tiện lợi cho các bác. Giảm sóc hơi, sóc hơi đúng nhé. Đây là chỗ bơm hơi cho xe, có tùy chỉnh theo cái độ nhún của sóc. Sóc hơi rất là bền. Đây là cái miếng lăng đen bên trong của sóc hơi. Đó, có thể ấn vào để cho sóc nhún sâu hơn và bơm lên để cho nó sóc nó cao. Giảm sóc hơi chính hãng của Santur. Mã vạch giảm sóc trên xe vẫn còn nguyên bản theo xe đây. Giảm sóc 27,5. Vành chính hãng của Gian. Vành Gian bản theo xe. Vành 27,5. Và xe đi rất là giữ gìn nhưng mà nguyên bộ cặp lốp chính hãng của Gian nguyên bản theo xe luôn nhé. Lốp chính hãng của Gian cũng là lốp 27,5. Kích thước to hơn những cái dòng xe địa hình thông thường. Bề mặt gốc lốp rất là nhiều gai giúp cho bộ bám mặt bám đường ma sát tốt hơn. Xe sử dụng với lùi đĩa trục rỗng, gạt đĩa DOD. Củ đề sau là củ đề Shimano DOD. Xe trang bị với 10 tầng lip, 3 tầng đĩa cho chuẩn tốc của xe 30 tốc độ. Máy ơi sau chính hãng máy ơi của Gian. Vành Gian 27,5. Lốp đằng sau sử dụng lốp Gian 27,5, lốp nguyên bản theo xe. Ốc yên nguyên bản theo xe, ốc yên của Gian. Yên của Gian cũng rất là mới luôn các bác nhá. Đây là một trong những mẫu địa hình rất là bán chạy trong cửa hàng bên em, được rất nhiều bác quan tâm và đánh giá rất là cao. Mẫu địa hình Gian XTC 800 model 2020 trang bị giảm sóc hơi. Và xe về nguyên bản nó có đèn đằng sau đây cho các bác, nó cao cấp, tùy chỉnh của các bác.
nó đi trời tối nó vẫn còn nguyên trên xe đâu mà vẫn giữ nguyên xe là nguyên bản. Bây giờ xin đo cho các đứng của khung xe. Vâng, cho các đứng của khung xe là size 42, chiều cao ngang của khung là size 52, tức là size S. Khi các bác đã từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Bây giờ xin mời anh em chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với 10 tầng lip, bộ truyền động group DOD lên lip. Cúng lip. Cân thù vượt mà bên phải em là đủ đục rỗng, 3 tầng đĩa, đặt cái DOD, cúng đĩa, lên đĩa. Rất là ngon. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc gian XTC model XTC 800 giảm sóc hơi nguyên group chính hãng của Shimano DOD. Đây cũng là một cái mẫu địa hình cao cấp của dòng gian được rất nhiều các bác quan tâm, đánh giá rất là cao với cửa hàng bên em. Và xe giá rất tốt bên em là 10.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo kênh. Và hẹn các bạn trên ngày mai.